Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn là làm sao để chúng ta tạo ra một cái action thumbnail để bắt mắt để chúng ta làm cái việc đó là làm cái lớp dán mẫu trên YouTube. Thì đầu tiên các anh chị sẽ mở cái phần Photoshop lên. Thì đây các anh chị sẽ mở định dạng, một là chúng ta click vào container, hai là các anh chị click vào phần file new. Ở đây thì nó sẽ có định dạng sẵn rất là nhiều cho tôi, và ở đây tôi sẽ chọn là 1280 720, và cái độ resolution là độ nét của nó là 72. Rồi sau khi chúng ta tạo này nó được một cái background thì các anh chị phải chuẩn bị một cái ảnh. Thì ở đây mình đang làm cái chủ đề để làm về Festival Hoa Đà Lạt 2019 trong thời gian sắp tới. Thì có nghĩa là các anh chị sẽ bạn sẽ bỏ vào và chạy các action là như thế nào thì các anh chị sẽ xem ngay sau đây thôi. Căng ra hết nhé. Rồi Enter. Rồi chúng ta gộp nó lại. Rồi chúng ta nhân lớp nó ha. Mấy này mấy cái cơ bản thì anh chị cũng nắm hết rồi ha. Rồi mình chỉ chia sẻ về cái action thôi. Rồi action nó sẽ chạy như thế nào. Đầu tiên mình sẽ mở nút play lên. Còn anh chị mở action ở đâu thì chúng ta click vào window action thì nó sẽ ra đây. Thấy không? Ở đây mình sẽ cho nó chạy ở này. Thấy không? HBTQ hình bằng quang thumbnail 002. Thì đây mình sẽ bấm nút cho nó chạy bằng nút play đây, play action. Thấy các anh chị bạn sẽ xem điều gì nó xảy ra. Click tiếp continue lần thứ hai. Rồi ok, đã hoàn thành ha. Rồi, đó, như vậy là các anh chị đã có được cái tấm ảnh thumbnail. Thấy không? Đi ra, còn giờ các anh chị làm gì nữa? Việc các anh chị chỉ việc thay chữ thôi. Ví dụ ở đây nó là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8. Đúng không? Thì đây mình sẽ thêm vô đây. Đó. Rồi, Festival Hoa Đà Lạt. Đây mình cho là 2019. Đầy hứa hẹn. Đấy. Rồi Enter. Nó bây giờ bố cục nó vậy đúng không? Đây, đây hứa hẹn nè. Đây đây. Đó, kéo lên nguyên cái bộ này luôn. Anh chị có thể cho nó bự ra xíu. Ok. Còn nếu mà hoa thì mình muốn cho cái này nó màu cái layer này nè, cho nó đổi màu xíu không? Thì các anh chị bạn sẽ làm như sau. Đích đây. À, cái này thôi tôi làm tôi chạy hết rồi. Này chỉnh lại nó cũng hơi rối xíu ha. Đó, nghe không? Lít vô ra giờ nói nha. Rồi mình mới đây tôi cho nó màu tím đi. Đấy. Nó không hơn cho như cũ. Cái trên Z. Rồi vậy đi. Thấy không? Này để tôi thiết kế thêm những cái khác ha. Đó. Rồi Hoa Đà Lạt đầy hứa hẹn, rồi phải tiên lên Hoa Đà Lạt. Đó. Như vậy chúng ta có cái tấm ảnh thumbnail rồi đúng không? Ví dụ cái này thấy độ sáng nó quá đúng không? Bây giờ chúng ta tinh chỉnh nó thêm. Click vào layer nó. Rồi mở cái phần này lên, mở level này các anh chị click nút control N L ha,
tinh chỉnh lại cho nó giảm nó sáng nè, nó đó nó sẫm lại xíu, nó cho sẫm lại xíu ngay đây, đều sáng lên ha, giảm nè đó, nó cho nhả xíu ha. Rồi giờ chúng ta xuất thôi. Rồi xuất thì tôi sẽ chọn cái này. Tại sao tôi chọn cái này? Cái này là để tôi làm sale. Đó, chỉ muốn lưu lại file BSD này cũng được. File BSD là file file thiết kế. Đó, rồi. Bây giờ ra đây. Tôi đã có tấm ảnh. Mà tôi chuẩn làm sao luôn property. Đó, cái này là tôi sẽ thô tấm ảnh nha. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ up lên kênh YouTube. Ở đây. Nha, Festival Hoa Đà Lạt. Hè, là lần thứ 8 29. Festival Hoa Đà Lạt. Đầy hứa hẹn. Thêm vô này. À, lần thứ 8. Cái lần này tôi viết in. Nó sẽ khác lên liền các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ up lên. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 đầy hứa hẹn. Đó, thấy chưa? Giờ tôi sẽ book. Và cái thuật toán mới các anh chị ơi, khi chúng ta chuẩn bị sắp đến ngày 10 tháng 12 nó sẽ thay đổi hết. Nó kêu là video này nè, bắt buộc nội dung nè, các chị chịu khó xíu ha. Cái festival này Hoa Đà Lạt này có nghĩa là già trẻ bé lớn gì đều cũng xem được ha, nhưng mà mình cứ để là cho những người lớn đi, người lớn cỡ bên mình là nó tầm 16 tuổi, còn nếu mà bên nước ngoài á thì nó là 13, còn Việt Nam là từ 14 16 tuổi, nhưng mà mình thấy cái chuẩn là 16 tuổi nha. Đấy, thì nội dung trẻ em thì YouTube nó sẽ không có đặt cái quảng cáo lên ha, bấm đã vào ở phần cài đặt để bạn có thể thêm vào những cái danh mục gì, mọi người vlog hay là gì đó không. Này, vị trí video này giúp người xem mình cái video của bạn tìm kiếm một vị trí nè, ở đây mà tôi ghi là Hồ Chí Minh này, mình ghi tổng thể này ha, Hồ Chí Minh. Cộng lên thử thử Đà Lạt đó ha, Đà Nẵng, Đà Lạt đó, Đà Lạt, Lâm Đồng đó, thấy không? Thì muốn cho những người đó ta xem cái tên này thì mình chứ là mình Hồ Chí Minh mà, thấy không? Thì Hồ Chí Minh người ta xem ta mới đi ra ngoài, thấy không? Đấy, đơn giản vậy. Rồi, ok, để đặt bổ sung cái này tính sau đi ha. Rồi xem phần xuất trước này, rồi tôi sẽ cho xuất công khai và đặt làm công chiếu luôn. Thấy chưa? Cho em có xuất hiện trong VF này không? Đương nhiên không, tại đây tôi làm bản tin mà. Ha. Rồi, tôi xuất bản. Đó, như vậy thì xíu lần ta đã có được một cái thumbnail bắt mắt rồi các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tôi đây. Văn Lâm. Rồi, tôi sẽ lưu lại. Cho đẩy lên lớn hết nha. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cho bạn xem ha. Đây. Đây tấm ảnh chưa khi chưa làm thumbnail. Và tấm ảnh khi làm thumbnail. Đấy, bạn thấy sao? Đấy, khác hẳn hoàn toàn đúng không? Một cái thì nó thiếu sáng nè. Thấy không? Màu nó bị tối nè, thiếu sáng nè. Thấy không? Cái này khác liền không? Có chữ vô nữa không? Nó làm thu hút người xem liền. Là cái nhất.
Rồi, còn cái tiếp theo. Rồi, cái này. Đó. Thấy nó khác hoàn toàn không? Đấy. Thì nó có này không? Cho ta biết là cái gì, đúng không? Ok, đó là cái hệ thống chạy action này các bạn ha. Rồi. Rồi các bạn nào mà muốn mình tặng cái này á thì các bạn cứ comment ở dưới clip này ha. Mình sẽ tặng miễn phí các bạn ha. Rồi. Mình sẽ tổng hợp, mình sẽ tặng dần dần các bạn hết ha. Rồi chào bạn.